Uau! Wow! Ông bà Ngọc Thái gan dở ai hùng quá, but is throwing a bomb at the French general's headquarters bunker, okay? Con biết không, các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp không bao giờ nhắm vào những nạn nhân vô tội, mà chỉ là những kẻ ngoại thù đang dạy xéo đất nước Việt Nam. Vì vậy, việc ông Phạm Hồng Thái ám sát Tôn Nguyên Pháp không phải là một hành động khủng bố đâu con. Miền Nam và Sài Gòn trước năm 1975 cũng đã bị các nhóm khủng bố cộng sản dưới tên gọi là Biệt Động Sài Gòn đã gây thiệt mạng cho nhiều lương dân. Con trai cần biết rằng, đối với những người lãnh đạo có tài, có đức trong mọi cuộc chiến thì họ luôn trân quý sinh mạng của binh sĩ mình. Đừng nói chi tới việc gây thiệt mạng người dân vô tội, vô can. Con hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ. Con trai thương, hôm nay cha muốn kể cho con biết về một người anh hùng mang tên Phạm Hồng Thái, đã góp phần đánh thức trong lòng hàng triệu người Việt thời bấy giờ tinh thần bất khuất, lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc. Bối cảnh đen tối của Việt Nam dưới sự đô hộ của Pháp đã khiến cho Phạm Hồng Thái sớm có ý thức về bổn phận của một công dân. Vì vậy, sau một số hoạt động trong nước, đến năm 1924, Phạm Hồng Thái từ giã vợ con xuất ngoại để liên kết với các đồng chí mưu cầu đại cuộc, là thành viên của phong trào Đông Du và Việt Nam Quang Phục Hội. Phạm Hồng Thái đã trở thành tấm gương sáng trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, toàn quyền Đông Dương là Merlin đến xa diệt một tô giới của Pháp tại thành phố Quảng Châu giữa lúc buổi tiệc chiêu đãi diễn ra tại khách sạn Victoria ở xa diệt. Phạm Hồng Thái đã ném lựu đạn vào bàn tiệc với mục đích ám sát Merlin. Năm doanh nhân Pháp tự thương, riêng Merlin bị thương nhưng thoát chết. Bị cảnh sát Pháp truy nã, Phạm Hồng Thái giao mình xuống dòng Châu Giang tự tử. Vụ ám sát toàn quyền Merlin năm 1924 thường được gọi là tiếng bom xa diệt, đã gây chấn động dư luận từ Việt Nam đến Pháp và chính là nhân tố đưa tới những tiếng súng khởi nghĩa ở Yên Bái 6 năm sau đó. Vì ngưỡng mộ tinh thần dũng cảm của Phạm Hồng Thái nên người Trung Hoa đã an táng ông tại nghĩa trang lịch sử Liệt sĩ Hoàng Hoa Cương ở Quảng Châu. Con đã hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Giỏi. Bây giờ mình vào mình đọc tiếp. Dạ con đọc tiếp. Oh.
trong giấc mơ kia. Để trong đường được xây mê không có chuyện nghĩa. Don't move!